Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng công nghệ vào phòng chống dịch COVID-19, tập đoàn Vingroup đã đàm phán thành công với công ty Bridgeonic của Singapore, nhà sản xuất máy xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở đầu tiên trên thế giới, để đưa thiết bị này về Việt Nam từ nay đến hết tháng 8 năm 2021. Theo đó, Vingroup sẽ ký hợp đồng mua thiết bị Breefingo COVID-19 Breeze Test System và trao tặng cho Bộ Y tế với tổng giá trị lên tới 460 tỷ đồng, cụ thể gồm 30 máy xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở và vật tư tiêu hao phục vụ cho 2 triệu mẫu test. Phương pháp xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở có ưu điểm đặc biệt nổi bật là nhanh chóng, độ chính xác cao và không cần phải chọc mũi họng. Người được xét nghiệm chỉ cần thổi vào miệng van một chiều, dùng một lần, được kết nối với dụng cụ lấy mẫu hơi thở ra được thu nhập và đưa vào một khối phổ kế tiên tiến để đo lường. Một thuật toán phần mềm độc quyền phân tích các dấu ấn sinh học và cho ra kết quả trong vòng chưa đầy một phút với độ chính xác lên tới 90%. Theo các nhà phát triển thì xét nghiệm này sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo phát hiện những thay đổi hóa sinh trong hơi thở để phát hiện COVID-19. Thiết bị xét nghiệm này đã được cơ quan khoa học y tế của Singapore cấp phép. Như vậy, cho đến nay thì Vingroup đã tài trợ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 với tổng giá trị lên tới 2.287 tỷ đồng, đến như là tài trợ hơn 4 triệu liều vaccine trị giá gần 500 tỷ đồng, ủng hộ 10 tỷ mua vaccine qua Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, hỗ trợ khẩn cấp 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, 400 giường bệnh viện dã chiến, 100 máy thở VFS410, 19.000 test nhanh COVID-19, 3 xe cấp cứu hiện đại, một máy chụp X-quang tự động với giá trị lên tới 30 tỷ đồng, tài trợ 20 tỷ đồng để nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng ngừa COVID-19 Made in Việt Nam, Covivac cho Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế IVAC trực thuộc Bộ Y tế sản xuất, tài trợ cho 3 dự án nghiên cứu ứng phó nhanh với dịch COVID-19, tri ân các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch, sản xuất và trao tặng hàng ngàn máy thở cho Bộ Y tế và các nước bạn. Tập đoàn Vingroup hiện nay là một trong những doanh nghiệp tiên phong đi đầu trong các hoạt động tài trợ phòng chống dịch bệnh tại Việt Nam. Cá nhân mình cho rằng với những sự hỗ trợ của các doanh nghiệp hảo tâm, một phần nào đó sẽ giúp cho nhà nước giảm nhẹ được gánh nặng về tài chính trong thời điểm khó khăn của dịch bệnh. Riêng đối với Vingroup, một trong những tập đoàn lớn nhất của Việt Nam, doanh nghiệp này đang phát huy rất tốt vai trò anh cả của mình, đó là đi tiên phong trong công tác xã hội, và chúng ta nên ghi nhận những công sức và lòng hảo tâm của họ trong suốt thời gian vừa qua. Mình cho rằng với tổng số tiền mà Vingroup tài trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đến nay đã lên tới 2.287 tỷ đồng, đó là một trong những con số không hề nhỏ. Nói đến đây thì hy vọng các doanh nghiệp lớn đang làm ăn ở trên đất Việt Nam nên có những hành động giống như Vin. Thôi thì các bạn nên giúp cho chính những người lao động làm ra của cải và làm giàu cho các bạn, được bảo vệ khỏi dịch bệnh và được tiêm những mũi vaccine miễn phí. Còn doanh nghiệp nào chưa làm được điều đó hoặc là đóng góp theo kiểu dạng cho có để lên mặt báo tiện thể PR luôn, hãy tự hổ thẹn với chính bản thân mình. Đất nước đang cần những lòng hào tâm thực sự của các bạn. Các bạn nghĩ sao với số tiền mà Vingroup tài trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19? Chúng ta hãy cùng nhau comment bình luận ở phần phía bên dưới một cách văn minh nhé. Xin được cảm ơn đã tham gia theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.